là ngồi lên cái đường tàu đấy là về đến nhà, mà bây giờ đang ở đâu đây? Thôi xong các bạn ơi, Thắng cứ tưởng là đi vào cái đường ray đấy là trở về ngôi nhà cơ. Hóa ra bây giờ Thắng Minh Nhím không biết là đang ở đâu đây. Thắng Minh Nhím hình như là anh mẹ em đang ở một cái ngôi nhà sao nhỉ? Nhưng mà cái ngôi nhà có nhiều tơ nhện lắm này. Chắc là ngôi nhà bị bỏ hoang sao ấy. Đúng rồi, không biết là nhà của ai đây, trời ơi. Trong này có một cái rương này, từ từ đánh mở xem nào. Có gì không? Ôi, có một cái kiếm, có hai cái kiếm luôn đây. Cho em cái kiếm này, kiếm cô cầm đấy. Ok, đứng xa ra. Đấy, cầm lấy, cầm lấy. Em không cầm nó lại chui vào trong đường của anh đấy. Đấy rồi, cầm nhanh nào, đấy. Nhặt đi, nhặt đi, nhặt đi, nhặt đi, nhặt đi. Ok. Có bao nhiêu rương luôn. Như kiểu cái ngôi nhà này đang ở giữa biển sao ấy các bạn ạ. Có rất là nhiều những cái thùng gỗ của bác đánh cá ấy này. Chứ nhưng mà lại chả có cái gì luôn. Không có gì luôn. Đây này, trong này có mấy cái khúc xương. Nhím có ăn xương chó không này, cho mấy cái xương chó này. Xương chó ăn được. Mấy cái mảng nhà này không biết để làm gì nhưng mà mình cứ lấy nè. Ok, đi thôi, bà Nhím ơi đi thôi. Đây. Ui. Có cái gì không? Có đầy xương chó luôn này. Rồi, lấy mấy cái xương chó rồi còn mấy cái tơ nhện thì không thèm lấy. Ok, đây này này, bên này có mấy cái thùng luôn này. Thôi, em đi xuống đi, đánh đi xuống. À, anh đi xuống đi. Wow, không phải là ở giữa biển đâu các bạn ơi. Nhìn đây nè, hình như đây là cái ngôi nhà ở trên cây sao ấy. Bà Nhím sao bà xuống lâu thế, bà không lại không biết xuống à? Hình như là tôi với bà lạc vào cái ngôi nhà của ai rồi nè. Cái ngôi nhà đẹp thực sự luôn, bà thấy không? Toàn đẹp nhỉ? Toàn là chuyện tranh luôn. Nhưng mà hơi nhiều mạng nhện nha. Ôi ôi, ông đi nhanh thế. Đâu rồi? Chắc là cái ngôi nhà lại bị bỏ hoang rồi sao ấy. Thôi, tôi bà đi ra ngoài thôi. Ô. Oh. Ui. Ồ. Trời ơi. Đây là đâu? Bà nhìn... Bà có nhìn thấy cái gì không? Rõ ràng là tôi mở cửa ra là bên ngoài là một cái rừng cây đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà sao đúng lại luôn thế mà bây giờ. Bây giờ tôi với bà như kiểu là ở đâu này. Ui nhìn vàng. Đây là khối vàng này. Nhèo. Đúng rồi, vàng nè. Các bạn ơi, trước mặt này thằng có bao nhiêu vàng nhưng mà thấy không đào được nè. Bà Nhím đi ra ngoài nên không ở trong đấy lại bị kẹt bây giờ. À, đây có một cái rương nữa nè. Wow. Có đi không? Bao nhiêu sữa này? Này, cho bà sữa này, cho bà một cục sữa này. Ủa, bà nhặt lên đi. Nhiều sữa đó. Đây này, đây, bà nhặt đi, bà nhặt đi. Ôi trời ơi, đó, thấy chưa? Bà mở rương xem bao nhiêu sữa luôn. Ui nhiều đấy, tận 4 thùng sữa luôn. Thôi bà ấy, bà đi theo tôi. Ừ, bà đó. Chắc là bà không biết đi đều đâu nên hãy đi theo tôi. Lòng hoàng quá. Ui. Ui cái gì đây, màu xanh thôi, đấy. Thôi xong, wow. À, đây là con sữa làm, quánh nó đi, quánh nó. Quánh nó đi, không là quánh bà đấy. Ui, thôi xong. Con này cho bà có nhiều rương thế nhở? Bà mở xem là có gì nào. À, có 15 cái bánh mì. Ơi, sao bà đánh tôi? Đấm cho phát giò. Sorry, đánh sorry, linh tinh. Nhầm. Này cho bà đâu? 8 cái bánh mì này. Đấy, bà cầm lấy đi. 8 cái cơ. Ui, bánh mì này chấm sữa ngon tuyệt vời. Bên này có nhiều rương lắm bà ấy. Bên này có đầy rương luôn. Bên này thùng bên này lại có rương nè. Bên này thùng rương luôn. Ôi, bên này lại có rương luôn nè. Có gì hình không? Như là đang đi. Ui, sinh ra cho sói này. Nhìn này bà này. À, may quá lúc ấy tôi cầm mấy cái khúc xương. À. Hay quá các bạn ơi. May mà Thắng cầm mấy cái khúc xương ấy, bây giờ Thắng sẽ tuần hóa 3 con chó sói này. Ui. Để nó sẽ bảo vệ Thắng với cả bà Nhím. 1 này, 2 này, 3 này, 4, 5, ui. Wow. Thôi xong rồi, mất đúng 5 khúc xương mới tuần hóa được một con. Ôi, hai con này nó con này, ok. Này. Wow, trời ơi con ơi, còn đúng một cái khúc xương thôi là thuần hóa được con chó sói này. Bà Nhím ơi, tôi thuần hóa được hai con này. Bà nhìn mà xem, cái con chó là mà có cái vòng màu đỏ là tôi thuần hóa được rồi. À. Thôi cãi đi, bây giờ tôi sẽ đi tìm thêm xương này. Trời ơi, không có xương rồi, chán quá đi. Bên này có cái đẹp, ui, bao nhiêu rương luôn bà. Nhiều lắm. Trời ơi, đây có xương bà Nhím ơi, đây nè. Đâu, ông bà Nhím ơi, đây, tôi cho bà, Nhím, đâu rồi, bà đâu rồi. Tôi đã bảo là bà đi theo tôi mà, đâu rồi. Tôi đang kiếm rương mà, ôi, tôi ở chỗ con chó nè, đây nè, đâu rồi. Bà đi theo tôi nhé, đừng có đi kiếm linh tinh không còn lạc này. Đây, tôi cho bà cái chỗ xương này nè, để bà thuần hóa mấy con chó. May là... Đây nè, cái con chó, đây, bà ra cái con chó này này. Đâu, từ từ. Đấy, nhanh lên, nó đi mất tiêu rồi, bà cầm xương chạy nhanh lên. Cầm xương, đấy này, cầm xương, bà ấn chuột phải vào nó để cho nó ăn xong rồi nó sẽ yêu bà. Đấy, thấy chưa, được luôn. Ôi, này, ok luôn. Ông đánh tôi à? Trời ơi. Ơ, sao lại... Cái con chó của bà cứ cắn tôi này, thôi xong. Oh. Hình như là con chó của tôi và con chó của bà là không thích nhau nên nó cắn nhau này. Thôi đi đi bà ấy, đi. Tôi tưởng ông phí đánh quá, tôi bạn ơi. Tự nhiên mất một con chó, không phải là tôi đánh bà mà là cái con chó của bà tự cắn bà sao ấy. Đi bên này bà ấy. Bên này này. Lạc rồi. Đi nhanh vào, khiếp bà còn đi chậm hơn cả chó của tôi nữa. Nhanh lên. Cái gì đấy? Táo vàng. Cho tôi nữa. Bà này, có bao nhiêu quả? Này. Nhiều lắm. Cho tôi hết đi, cho tôi hết để bà có biết uýnh nhau đâu. Ui, sao nhiều đây? 64 quả. Wow, được đấy, bà tìm được cái rương quả là xịn sò con bò luôn đấy. Táo vàng luôn nha, xịn sò đấy. Hết chưa? Hết rồi. Ok, hết rồi.
Ui, người ta cho tận 64 quả táo vàng luôn. Hay quá, rồi. Nhưng mà bà đây nè, tôi cho bà một cái thứ bất ngờ luôn. Hình như là tôi với bà đang ở trong ui, cái... Ui, sao bà đánh tôi? Ô, trời ơi, mày nè. Mày nè, đó, có mấy con chó nó cắn nha nè. Để ta mặc cái quả giáp này vào đã. Hình như tôi với bà đang ở trong mê cung là cái chắc luôn. Từ lên giờ đi nhặt được bao nhiêu đồ nhưng mà có đường ra ngoài đâu. Có mấy cái cửa này. Ua. Đây, bà đứng im nhá. Đó. Ố, không ra. Ui, quánh đi bãi. Mày nè. Ông ơi. Ui giời ơi, bà kém đấy. Bà kém thế. Tự nhiên là bị cái ông này đánh cho hai phát là bị toi luôn. Ông ơi, vào đây. Ôi, đi. Sao rồi? Wow. Tôi bị lạc ở trong này. Trong này có cái đinh ba này, có cái rìu này. Đâu rồi ông ơi? Ông mà toi rồi. À đây, mày quá có hiệu lực ấn này. Tôi ở chỗ lúc nãy nè. Ở chỗ lúc nãy mà có cái ông đánh bài bị thiệt mạng ấy. Ông nhìn thấy tôi không? Tôi đã thiệt tôi mạng. Tôi không nhìn đâu. Thấy gì luôn. Ra đây. Ui, ông con ơi. Con slam này. Tôi nhìn thấy mấy đâu? Con ong cơ. Trời ơi, thế bà ở đâu? Bà đợi tôi vậy. Ui, ông ra chỗ lúc nãy slam đi. Nhỉ? Ông ra chỗ lúc nãy đi mà đây còn một con đây này. Ây, tôi chả biết tôi đang ở đâu luôn mà tôi không biết bà đang ở đâu luôn. Ông ra chỗ lúc nãy mà con ấy nó đánh tôi á. Ai chả biết là chỗ lúc nãy nhưng mà bây giờ tôi không biết là bà. Ui. Đây con chó rồi. Nhìn này, tôi ở đây nè. Anh Nhắng ơi, là... Wow, con slam khủng lồ. Chỗ này như kiểu là nhà của bọn nó sao này? Đúng rồi. Bao nhiêu slam luôn. Bà nhí mày, bà đi xuống đi. Wow. Chỗ sao bà đợi đấy tôi xuống. Ôi trời ơi, xuống chứ lành nhảy. Ua, bao nhiêu luôn. Nhiều slam lắm. Mày nè. Mày nè. Wow. Trời ơi, kêu. Sao ở trong này nhiều slam quá ta. Mày nè. Trong này có ai? Ui, trong này có một tên này nhưng mà không có cái nút nào để ấn nó ra. À đây. Mày nhím đâu rồi? Đây. Trời ơi. Một tên ở trong này. Ôi xổ ơi, mày không ra này. Mày nè. Tên cai ngục nè. Ok. Trưng dụng cái rìu của nó luôn mà cái rìu nó đèo quá. Wow, ơi. Trời ơi. Thôi. Suýt nữa là mất mạng luôn. Ở dưới này có toàn TNT này, may mà thằng phá được mấy cái bẫy này nó không là thằng bị. Thôi. Ôi, thôi đi ra ngoài các bạn ơi, lấy cái quả cung này đã. May mà không có bà nhím đây, có bà nhím đây là hỏng hết việc, là bị lổ toang luôn với quả TNT này. Ơ, lút mở cửa ra đây. Wow, trời ơi, thằng đã bị lừa rồi các bạn. Thôi xong, may quá, không bị mất đồ. Ok, wow, bà nhím ở đâu rồi? Tôi ở đỉnh tường nè. Thôi xong rồi các bạn ơi, cái con chó của mình nó bị rơi xuống đây. Thôi, nó bị rơi xuống đây, thế là dưới này toàn là những cái khối lava này, nên là nó bị mất mạng luôn. Bà nhím ơi, bà đừng có nhảy xuống đây nhá. Để tôi, ui, dưới này bao nhiêu là con slam luôn. Định mở cái đường này ra nhận phần quà mà không được này. Ông ơi, nó đòi nhảy lên ông kìa. Khéo nhá. Ui, thôi xong, nó quánh đi cả mình ở trên này luôn. À, bên kia có đường đi cả. Từ từ, bà, để tôi khéo nhá, bà ngã nhá. Đây nè, đi sang bên này nè. Bên này có đường luôn. Đây, bà nhím đi xuống đây bà ơi. Ô, đây có một cái nút này. Gì đây? Ok, con slam này. Slam nó đáp lên tôi này. Rồi, bây giờ tôi bà sẽ hồi sinh đấy nhá. Ui, quánh này, mấy xong nhỉ? Trong này nhiều slam thế nhở. Mà toàn slam đảo rồi, kiểu slam fake ke. Slam fake ke, quánh một phát nó bị thiệt mạng luôn. Ôi, ông kìa ông ơi. Trời, ông này. Ui, à, có một cái đường này. Có một cái đường, uầy, táo vàng luôn. Toàn là đồ xịn luôn đi này. Rìu, ui trời ơi, vứt một cái sách đi. Toàn đồ vàng luôn này, bài này kinh xịn xò thật nhưng mà từ từ đấy. Ui, riêng của bà chưa này thì bà lấy đi, bà lấy của tôi nghe. Kiếm vàng nè. Để mình sẽ đi ủng phát nào quán ơi. Đi ủng này, đội mũ lên, thiếu mỗi cái áo giáp nữa. Thôi, làm quả táo vàng này. Phát nè, bà ăn táo vàng đi. Bà ăn táo vàng thì mới khỏe. Bà ăn nhiều vào, đây này, tôi cho bà cái này. Đây cho bà mười mấy quả luôn, bà ăn đi. Ăn vào thì nhiều máu, không bị lo, bị thiệt mạng luôn. Cho đi rồi lại nhận lại à. Ok, rồi, bây giờ tiếp tục đi tìm mấy cái đường tiếp nào. Wow, thuốc kéo dài sát thương này từ. Đây, uống thuốc sức mạnh nữa luôn này các bạn này. Đây, có mấy cái thuốc sức mạnh. Ua. Trời ơi, đây này. Cho bà có được. Trời ơi. Ông đánh tôi à? Đây là thuốc độc sao này? Đây là thuốc độc. Ông dám đánh tôi à? Thuốc này là thuốc. Ui ôi, thuốc này thuốc độc thật rồi. Từ từ bà nhím ơi, tìm đường vào trong này nè. Nhìn bà đi theo tôi nhanh lên. Đã bảo bà rồi là bà phải đi theo tôi đúng không? Đây nè. Tối lên. Nhìn lên, tôi ấn mở cửa xong bà vào, bà oánh tên kia nhá. Ok. Vô đi. Đó, vô đi. Ui giời ơi. Vào đi, nào vào đi. Vào đi. Mở ra nào. Vào đi. Trời ơi, kém quá. Các bạn ơi, cái bà nhím kém thật sự luôn. Ui, đồ chó, dám quánh chó của mình nhá. Hả? À, quánh dạ. Chó của mình nè, quánh chó của mình nè. Đánh nó. Thôi, chết mấy con chó rồi. Quánh. Ui giời ơi. Để tôi thôi đánh sao, để... đôi bà tiết diệt được con bé chó. Ôi. Ông ơi. Tôi đang đâu ở... rồi, tôi khỏi chẳng thấy đâu. Tôi bị lộng quánh ra thế giới khác rồi. Tôi cũng thế, tôi bị lộng quánh sang cái thế giới khác rồi. Rồi, mở cửa. Trong này, ui, trong này một đội ủng này, thôi cho bà nhím cái đội ủng này. Wow. Rồi, quay đi.
trời wow. ơi, đẹp quá, quá trời đẹp luôn. Từ trời lên đến giờ mới được nhìn thấy màu xanh lá wow. cây, nhìn của lá cây này. Ui, anh ơi, vào trong này như kiểu là có không khí. Wow. Có bức ảnh đâu lâu nè. Ủa, bức ảnh này sợ gì phá đi hết ngay. Nhìn anh chán thấy sợ gì. Con đây này, có này một cái đài phun nước bên trong, có một cái đường này. Đâu anh đâu rồi? Wow, có một cái đĩa nhạc. Trời ơi, mình là mình chơi Minecraft, mình không thích đĩa nhạc cho mấy. Thôi nhưng mà bây giờ là vẫn đang ở mê cung và như ơi, đi theo anh nha. À đại nhạc, ôi nó bắn đi anh ơi. Bắn. Tên này là tên cướp dân làng, quánh. Quánh ngay. Mày, tên mày, cướp dân làng nè, ok. Quánh nó lòi ra, à hình như đi vào cái nút này là. Đúng rồi, đi vào cái lúc này là lòi ra tên cướp dân làng sao ấy. Ủa thế anh đừng đi vào. Không phải đâu, không phải đâu, chỉ là mấy cái lúc bình thường thôi. Thôi đi, đi này, mày nhí mày đi này, đi này. Đâu, đi đây, này. Đây. Ở đây lại có cái lúc gì đây. Hồi đừng máu. Có bảo là lại về chỗ cũ nhá. Ấn lúc này, à, hồi sinh ở đây, ấn vào đi, bảo ấn vào đi. Đầy máu. Ấn chưa, rồi. Ok, ấn vào ra, ok luôn, wow. From cái thế giới, trời ơi. Đi vào đây là bị tối bị mất điện luôn ấy. Thử uống sữa xem nào. Ôi, ai đánh em đây? Đó, uống sữa vào, uống sữa vào. Thằng nào bắn đây, thằng nào bắn đây? Kìa kìa, mày nè, bám bắn tao nè. Ơ, sao tự nhiên bị mất máu nhở? À, thằng này. Thằng này định đấu kiếm à? Đấu cung à? Không biết ta có một tên xịn sò à? Mất điện rồi, anh còn điện. Uống sữa vào em ơi, uống sữa vào. Ơ, em không thằng uống kia, à, coi thằng này. Thằng này bắn mình nè. Ui, sao đông vậy trời ơi? Bên nào cũng có người bắn mình. Trời ơi. Bọn này đông quá mà cái bà nhím kia chả giúp được cái gì luôn. Thôi xong. Ôi, anh đừng bắn em. Uống sữa vào, còn sữa không? Ai bắn bà làm gì? Mấy cái tên cầm cung kia bắn ấy. Em chưa nhìn thấy gì luôn. À đâu đây rồi. Thằng này bắn em. Bắn nó. Đây. Mày nè, hồi cầm cây đính ba đi nhanh. Bực bình thiệt sự luôn các bạn ơi. Trong này có cát lại đi chậm ơi là chậm được rồi đó. Em cũng thế, đấy. Em không đi được luôn. Thảo nào từ nãy giờ bị. Các bạn ơi, thắng vào cái mê cung này ấy. Ui, lại thằng nào bắn mình vậy? Sao vào trong này bực mình thật sự luôn đó. Không biết thằng nào bắn mình luôn. Trời ơi, nhìn hoa hết cả mắt luôn. Đấy, thằng nào bắn mình đấy. Em cũng bị hoa mắt luôn ý. Không biết là thằng nào bắn em luôn. À kia, đây, trước mặt. Nhưng mà đi chậm quá à. Mày nè, đã mắc mấy cái bong bóng này. Đây, có một tên này. Đây. Có một tên này, trời ơi, bắn xịt. Đây, lại thằng nào bắn em có này. Có một tên này. Nào à, cho phát nữa. Đây. Mày nào này. Cho mày một phát nữa này, đúng rồi. Đấy, bà đánh một nó từ lễ đến giờ là không bị làm sao rồi. Bực mình thế nhưng sao đi trong này cứ chậm, ghét thật đấy. Xem là trong này là có gì nào. Có một cái giáp kim cương nè. Hay quá, đây cho bà nhìn cái giáp kim cương này. Ok. Đấy, mặc cái giáp kim cương đây vào. Ok, bây giờ mặc luôn này. Ôi giời ơi, sau một khoảng thời gian cực kỳ là dài, cuối cùng là thắng với cả bà nhím cũng thoát ra khỏi được cái mê cung đó. Trời ơi các bạn ơi, trong đấy bao nhiêu đồ xịn xò nhưng mà mỗi tội là giấu hết cả đầu, loạn hết cả óc ra. Đúng rồi. Mà không sao, cuối tại cùng thì cũng ra đấy. Ngoài được. Hoài các bạn ơi, bây giờ là sẽ kết thúc cái video tại đây thôi. Thôi phải đi ngủ một cái cho nó tỉnh táo chứ. Ok, và cảm ơn tất cả các bạn đã xem cái video của Thắng nha. Và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong cái video lần sau. Bye bye.